Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây. Có lẽ là cái góc quay này nó sẽ bị xấu, các bạn sẽ không nhìn thấy mình. Thế nhưng mà quan trọng là các bạn nhìn thấy cái đàn là được. Bởi vì là không có ai quay video cho mình ấy. Thì mà bây giờ thì lại là muộn rồi, vào đêm rồi thì là nó sẽ có cái góc quay không được đẹp lắm, thì không sao nhé các bạn nhé. Thì chủ yếu là mình làm cái video này review hướng dẫn các bạn cách vệ sinh tháo nắp, vệ sinh con đàn này. Thì cho các bạn thấy đây này, con đàn này nó vẫn bình thường, vẫn bình thường nhá. Thế nhưng mà có hai cái nốt này, nó nốt pha thăng ở đây và nốt dê đấy. Nốt dê ấn nhẹ thì là không kêu, và nốt pha thăng này là câm hẳn, là tịt hẳn. Thì mình sẽ vệ sinh nó để cho nó có thể hoạt động lại bình thường. Thì thực ra thì cái này nó cũng là một cái hình thức 50-50 thôi, bởi vì là đây là mình chưa thể tháo con đàn này ra. Đấy, nguồn nước theo thứ bình thường nha, mình không động nguồn của nó. Nhưng mà có rất nhiều người hỏi là anh em nhiệt phím thì có chữa được không. Thực ra thì mình không biết chữa nhiệt phím. Thì thực ra chữa nhiệt phím ấy, chỉ có một cái tốt nhất đó là phải thay vỉ phím thôi các bạn nhé. Chai gì nên còn lại căng phóng này, cái chai chắc uống không hết thì nó lên men. Nó tức là phải có đồ thay thế thì là mới sửa được hoàn toàn. Thế là nhiều bạn ấy cứ hỏi là anh ơi có cách nào sửa không, thì thật ra thì mình chưa nghĩ ra cách nào sửa cả. Thế thì chỉ có cách là vệ sinh nó thôi. Thì cái nhược điểm của các loại đàn này ấy, thì là nó sản xuất ở tại nước ngoài, chứ Việt Nam mình là chưa có dây chuyền và công nghệ sản xuất những cái này trực tiếp. Thế cho nên là cái tính chất địa hình và gọi là khí hậu ấy, tính chất khí hậu ở nước ngoài ấy, thì nó không giống như ở bên Việt Nam mình. Thì cho nên là cái đàn này ấy, nó sản xuất ở bên nước ngoài, nó mang về Việt Nam thì nó rất hay bị cái lỗi nhiệt phím này. Bởi vì là bên mình là nóng ẩm mưa nhiều, các bạn biết là cái địa khí của nước mình ấy, nước ta đấy, là khí hậu nước ta là nóng ẩm mưa nhiều. Thế cho nên là nó bị nồm rời một cái là những cái đàn như thế này, dù là đàn rất là đắt tiền nhưng mà nó vẫn bị nhiệt phím, và rồi dần là nó nhả phím ra. Nó nhả phím ra thì có nghĩa là cái phím đàn ấy thì nó sẽ bị câm luôn, tịt luôn, là phải thay vỉ. Người ta gọi là thay vỉ, thay một cái vỉ khác, một cái vỉ mới thì mới sẽ hoạt động lại được, còn không là nó bị nhiệt hết. Thì mình thì nói thật với các bạn ấy, thì mình không biết là nhập những cái vỉ này ở đâu để về mà thay cả. Thế cho nên là gần như là mình đã bỏ cái nghề làm đàn này. Đấy, thì đủ biết đủ thế. Thì vì cái nghề làm đàn này là mình phải có mối quan hệ và phải chuyên sâu một tí về, thứ nhất là về mạch điện tử. Nếu như mà nó hỏng ở cái phần nguồn vi mạch điều khiển các thứ đấy thì mình đều soi kính hiển vi mình làm được cơ, thì mình còn nên theo. Chứ còn mình ở cái mức độ tươi tới rồi làm điện cơ để nhảy sang làm cái này thì nó không chuyên sâu được. Đấy, điện tử thì mình ngày xưa là chính xác là mình học điện tử, nhưng mà cái điện tử của mình nó chỉ biết sửa đến những cái mạch nguồn vớ vẩn thôi, nó không là làm được những cái linh kiện nhỏ tinh vi như bây giờ được. Thực ra là rồi kính hiển vi và soi thì rồi nên data sheet và tra thì các thứ làm như thế thì nó cũng được thôi, nhưng mà mình làm nó chuyên sâu những cái đấy mình cảm thấy nó đau đầu lắm. Thì là cái nghề đàn này là coi như là thời gian tới đây là mình gần như là mình không nhận làm nữa, không nhận sửa nữa. Đây các bạn thấy này, đây là mạch nhà. Đây các bạn thấy đây là mạch loa của nó này, đây là hai củ loa nhé. Hai củ loa thì đây là trong này nó chỉ là cái thùng không thôi, gọi là thùng loa thôi mà. Thì cho nên là các bạn thấy là những cái loa, những cái đàn như này ấy, tiếng nó rất là hay. Đấy, như vậy. Thì đây là mạch nguồn này, mạch nguồn này nhé, nhưng nó không động gì ở mạch nguồn này cả. Thế còn dưới cái mạch nguồn này nó sẽ có mạch vi xử lý đây. Thì các bạn sẽ thấy là mạch vi xử lý ở đây nhé. Để rồi mình tháo ra các bạn xem. Thực ra là đàn này nó kết cấu cái gì ra cái đấy, phần nào vào phần đấy. Thế cho nên là các bạn làm đàn này các bạn cứ đừng nghĩ là cái này nó khó. Đấy, nó cái gì nó vào cái đấy được. Nó hỏng cái phần nào mình móc tách cái phần đấy ra mình sửa thôi. Mình không cần phải động vào cái phần khác là cái gì cho nó ra. Đây. Thì đây là
cái phần vỉ này, phần vỉ này thì phím này nó kết nối với cái này thì các bạn tháo ra. Ở đây nó có những cái lẫy, không biết là các bạn có nhìn thấy không, thì mình review các bạn để các bạn nhìn thấy các bạn có thể nào. Đây các bạn nhìn thấy cái loại lẫy này nhá, những cái loại lẫy này, loại lẫy này ấy, thì đây loại lẫy này thì mình gảy hai bên lên, gảy hai bên này rồi rút ra. Các bạn cứ rút ra thoải mái mà không cần phải chụp ảnh, chẳng cần phải đánh dấu, bởi vì là những cái này ấy, không cái nào giống cái nào cả. Đấy. Dài ngắn khác nhau, to bé khác nhau. Đấy, nó có cái lẫy này, lẫy nó hai bên. Thì các bạn cứ gảy hai cái bên này lên. Gảy hai lên thế là được. Miễn các bạn đừng làm oằn, đừng làm cong những cái chi tiết này thì là đây, cứ gảy có tí móng tay thì là nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Đây, cứ gảy từng tí một. Đấy, nhấc lên. Đấy thì coi như là bạn lấy được cái này ra rồi. Này, đấy. Nha, gảy hai bên tai nó lên, nhấc nó ra. Đấy, để lại cái nhá. Đây, rồi. Mình dí cho các bạn này. Đây. Vỉ mạch đây. Vỉ mạch đây, tháo được vỉ mạch ra. Thì đây. Các bạn nhìn thấy này, vi xử lý nằm dưới vi nguồn này. Vi nguồn, vỉ nguồn bên trên nhá. Thì vỉ vi xử lý bên dưới và vỉ đây là vỉ điều khiển này. Đây là vỉ các vỉ phím lạnh của chúng ta. Đấy. Hỏng cái gì thì chúng ta thay vỉ đấy, hỏng cái gì chúng ta xử lý cái vỉ đấy. Đấy, soi kính hiển vi không được thì thay vỉ. Đấy, soi kính hiển vi mà câu được, mà hàn được thì các bạn câu và hàn, thế thôi. Còn nếu như mà chết cái con vi xử lý này thì cũng chẳng có cách nào mà đo cả. Các bạn chỉ có đo thông mạch thôi, đo thông mạch và đo kích dòng. Đấy, đo làm sao mà kích dòng với lại thông mạch mà nó còn chạm, nó còn lên số hoặc nó chết tỷ số như nào thì data sheet nó đã biểu hiện hết rồi. Thì các bạn xem data sheet và đo và kiểm tra thôi. Đấy, nếu như data sheet mà nó báo là chỗ đấy phải lên như thế này, phải đi như thế này, nhưng mà nó chết thì không biết là nó chết. Thế làm như này thì nó tỉ mà tỉ mẩn thì các bạn làm thôi. Thì cái việc của mình bây giờ đấy là mình làm cái phần là load bus, đúng không? Load bus thì nó là load bên này. Đây, nốt bát mình để trả nhớ đây. Đấy nhé, phải đánh dấu vào, các bạn nhớ đánh dấu vào. Đây, nốt đây, đúng không? Đây hai nốt này, đánh dấu vào nhé. Nếu các bạn sửa những cái phím bên trong này, đấy, các bạn đánh dấu vào, lấy băng dính đen hay băng dính vàng, đỏ gì, các bạn dán vào là đánh dấu. Nhưng mà mình quên lại không đánh dấu thì nó hơi bị lãng phí. Nhưng mà đây nó ở đầu rồi, rồi thì mình sẽ siết giấy ốc ra, mình tháo lấy ốc ra nhé. Thực ra thì cái này mà để như làm quen tay rồi thì nào cũng chỉ còn nửa tiếng là xong luôn. Đấy, còn không thì lâu hơn một tí. Làm quen là cũng nhanh. Đây, nó các bạn thấy này, nó có hai cái lẫy này thôi. Có hai cái lẫy này. Tối các bạn nhìn thấy nhỉ? Đây. Mình sẽ dí sát vào nó. Đây, có hai cái lẫy này, có hai cái lẫy thì bạn phải dùng hai ngón tay của hai bàn tay, hai ngón trỏ hay hai ngón gì đấy, bạn ấn nó xuống và lấy nó ra thôi. Đấy, như cái này là ấn đây xuống, nhưng mà ấn cùng lúc cả hai cái này. Đấy, hai cái này nhá. Đấy, các bạn hiểu chưa? Ấn cùng lúc, rồi nó bị ngược sáng luôn, ngược sáng quá. Làm bây giờ tối này, ban ngày thì không làm. Đấy, thế là 10 giờ đêm rồi, thì ngày mai là chủ nhật. Thế là cậu ấn hai cái này ra, ra đây phải tháo cái hai con vít này ra. Đó, tháo vít ra giật ấn hai cái lẫy nó ra mà. Đấy, nó cũng dễ thôi. Ấn hai cái lẫy này ra. Đây mình ấn hai cái lẫy ở đây nhá. Hai cái lẫy này, đây các bạn. Thì nó ra mà. Bây giờ là giờ tối rồi nhưng mà ngày mai thì là chủ nhật thì anh em phải thờ phụng Chúa đấy. Thì mình phải có đàn cho anh em thờ phụng Chúa, thì dân ra là mình đã hứa là mình giúp rồi mà mình lại không làm thì mình lại mang tiếng. Đấy thì bạn thấy là cái đàn này bây giờ hiện tại nó đang rất là bẩn như thế này. Thế nhưng mà nhiều người lại thấy cái đàn này tôi tháo ra tôi rất là bẩn. Thì tôi đã mất công tháo ra, tôi sẽ vệ sinh hết cái này. Thì như thế nào cũng rất là dở các bạn nhé. Cũng rất là dở bởi vì là cứ nghĩ là sạch sẽ là tốt, nhưng mà sạch sẽ đôi khi nó cũng không phải là tốt. Đấy thì mình sẽ giải thích vì sao để mình lấy cái chủ đề giải quyết vấn đề đấy đã. Thì không thấy cái một cái chủ đề lông nào. Thế một cái cái bàn làm việc như thế này không có rồi. Thôi rồi, mình sẽ lấy tạo cái này nhé, khẩu trang đấy, lau nhẹ nhàng, có cái chuỗi lông thì nó không bị mắc như thế này nhé. Các bạn đừng nhấc cái này ra, các bạn nhìn nhé, cái cao su này các bạn để nguyên, các bạn vệ sinh dòng chổi
thay bằng khăn xong nó sạch sẽ bên ngoài, bạn nhấc ra thì nó sẽ không bị bẩn bên trong, bởi khi bạn nhấc ra cái bên trong này vẫn rất là sạch. Đấy, mình tìm cái chổi nó. Nếu mà các bạn có máy sấy thì sẽ tốt hơn. Đấy, sấy nó đều đi. Nhưng rồi mình sẽ còn làm vậy vậy. Rồi khi các bạn rửa sạch rồi các bạn nhấc nó ra. Nhấc nó ra thì bạn thấy là cái bên trong cái tiếp điểm nó vẫn rất là sạch. Thì thường là ấy, nó không nó bị nhiệt phím ấy là do cái tiếp điểm của cái cao su này nó tiếp điểm vào đây. Nó không còn tốt nữa. Đấy, nó bị bẩn hoặc bị mốc, bị thay đổi chỉ số. Thì cho nên là nó không còn tốt nữa, thì các bạn phải vệ sinh cho mình cả cái cao su và cả trên cái mặt này. Đấy. Thì các bạn không có kỳ mạnh nhé. Và khi các bạn lau nhẹ nhàng như thế này thì các bạn sẽ thấy này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có những cái tiếp điểm nó đã bị vỡ các bạn ạ. Đấy, có nghĩa các bạn thì nhìn thấy mình để ra đây các bạn nhìn thấy. Tức là có rất nhiều cái tiếp điểm nó bị vỡ rồi. Đây, ví dụ như cái này nó còn nguyên này. Thế nhưng cái bên cạnh nó bị mất led này. Cái bên cạnh nữa lại mất nét này. Cái này còn nguyên này, bên dưới mất nét này. Đấy, đây là mất nét này. Thì những cái mất nét này là chắc chắn là bị nhiệt rồi và không thể nào cứu được. Đấy, thì có một số các bạn ấy thường là lấy cái giấy bạc ghép vào đây. Thế nhưng mà lấy cái giấy bạc ghép vào đây thì nhiều khi cái giấy bạc nó lại xô lệch đi. Thì cho nên là ghép cái giấy bạc vào nó không hoàn toàn là hiệu quả. Và cái phím của chúng ta này. Cái phím của chúng ta như thế này. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đây. Phím chúng ta sao mày ngược sáng. Đây các bạn nhìn thấy cái phím chúng ta như thế này nhá. Nói nó rất là khó đi. Phím này. Nó là hai cái nốt, hai cái cao su đen cao và thấp khác nhau. Thế thì cho nên là khi mà các bạn dán cái giấy bạc vào đây thì cái tiếp điểm này ấy nó sẽ không được chuẩn, bởi vì là giấy bạc phải sẽ to hơn cái này. Mà dán vào thì nó có bong ra thì nó sẽ trôi giạt đi. Thì cho nên là nó sẽ không được. Ở đây là cái tiếp điểm ở đây là bị vỡ rồi. Vỡ rồi thì yêu cầu là phải thay cái vỉ này. Thay vỉ này là cái lựa chọn tốt nhất. Còn không có thì đi dán giấy bạc vào đây. Nhưng dán giấy bạc vào đây nó sẽ rất dễ bị chập. Nhiều khi mình không ấn ấy, nó cũng thành như là nó vẫn nhận. Thấy chưa? Nhiều khi là mình không ấn mà nó vẫn nhận mà. Không nhận bởi vì là mình đã thay giấy bạc vào đây rồi. Thì cho nên là như thế này, là cái đàn này đã bị hỏng rồi. Mình chỉ dùng cách này nhá, là mình sẽ dùng cồn. Cồn là chất tẩy rửa tốt nhất các bạn nhá. Các bạn không có cồn ấy thì các bạn có thể mua cái lọ BR7 hoặc là một cái lọ xịt bóng. Đấy, lọ xịt bóng. Rồi các bạn kiếm cho mình một miếng bông, một ít cồn để ăn mòn tẩy sạch sát trùng sát khuẩn. Nhưng mà đây trong trường hợp là mình chỉ cần tẩy sạch thôi, mình sẽ thấm vào bông này. Mình sẽ bơm luôn. Rồi, mình miết một đường thật nhẹ từ đây sang đây. Miết một đường thật nhẹ. Miết tiếp một đường thật nhẹ. Rồi. Những cái gì nó vỡ này, các bạn nhìn chưa? Những cái gì nó không còn giữ lại được này. Nó ăn vào đây. Đấy. Thế cho nên mình nói là cái này giờ vứt đi rồi. Đấy. Bây giờ lau khí này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ bị vỡ nhiều hơn. Và cái gì còn dùng được là còn dùng được, cái gì không dùng được là sẽ vứt đi rồi, không sửa được nha. Mình nói trước các bạn là nó nếu như nó đã bị vỡ như thế này ấy, nó bị vỡ nốt như thế này thì là không sửa được. Đấy, dù có vệ sinh, thế là nhiều người đấy là thấy ở đây bẩn đúng không, thế là mới đi vệ sinh hết tất cả này. Thế thì các bạn biết là nó đã bị vỡ như chỗ này thì những cái chỗ khác nó bắt đầu manh nha, nó bắt đầu có cái triệu chứng giống như cái này rồi. Đấy, nó có thể là nó cũng sẽ rất dễ bị vỡ giống như thế này. Thế mà bây giờ lại tháo ra vệ sinh thì đáng nhẽ nó không hỏng, thì vệ sinh coi như là cào nó bật ra thôi, nó chưa bật ra, nó vẫn còn thời hạn sử dụng. Thế nhưng mà lại đi vệ sinh cào cho nó bật ra, bởi vì thấy nó bẩn mà, thế nên là coi như là vứt đi. Thế thì bây giờ các bạn lau cho mình cái bên trong này một tí nhá, lau bên trong này, độ nó ra, lau một tí. Thực ra thì cái này là lau nó cũng không giải quyết được vấn đề gì mấy đâu, nó cũng lau chỉ làm cho nó mòn đi và không tốt thôi. Thế nên là mình cứ lau nó phải vừa phải thôi. Còn cồn thì nó nhanh khô thì các bạn cứ dùng những cái chất thuốc xịt với này cồn như này nó nhanh khô thì các bạn vệ sinh hơn. Những cái loại thiết bị điện này nó sẽ tốt hơn. Rồi, mình sẽ cất nó cồn đi. Mình đập cho nó khô đi tí nhỉ. Rồi. Có nhiều người cứ đi thay cao su. Thực ra thì không phải là thay cao su. Còn này mà nào đây nè, nó bị vỡ ở đây rồi. Các bạn nhìn giữa rồi nhìn cho mình nhé. Nào, nó vỡ ở đây rồi. Các bạn, để các bạn nhìn cho mình. Nó vỡ ở đây không? Đây này.
những cái này này vỡ này. Tay cái của người ta đan giấy này, cái bên cạnh này thưa đây này, đấy nó vỡ đây, vỡ này thưa đi rồi. Thế cho nên là các bạn đừng có động vào những cái này, nó bẩn thì cứ mặc kệ nó, cái nào hỏng thì làm cái đấy thôi nhá. Đây là tháo vệ sinh rồi, và các bạn biết là bây giờ lắp vào nó vẫn sẽ bị câm, không thể đàn được, thậm chí là sẽ bị câm nhiều hơn lúc ban đầu cơ. Ở đây nó có hai nốt này, các bạn nhìn nhá, một vú cao một vú thấp đúng không, thì khi các bạn ấn nhẹ đấy thì cái vú thấp này đã chạm vào rồi thì ấn nhẹ nó đã nhận rồi đấy, còn ấn mạnh thì cái vú cài vú dưới này nó sẽ nhận hơn, nó sẽ nhận lên thứ hai thì cái tiếng sẽ to hơn và chắc hơn đấy. Thì tại sao nó có hai vú là như vậy đấy, thế cho nên các bạn thấy là đây nó có hai ô vuông, một nốt nó có hai ô vuông, một cái nốt này nó có hai ô vuông đấy, các bạn thấy chưa. Thì khi mà các bạn ấn nhẹ đấy thì nó chỉ chạm một cái ô vuông của cái vú cao thôi, chạm một vuông cái vú cao thôi thì nó chỉ kêu tiếng bé thôi, ấn mạnh chạm hai nút thì nó kêu to hơn đấy, kết cấu chỉ như vậy thôi nha. Yeah. Mình làm video này là quá chân thực luôn với các bạn rồi, nên là các bạn đừng hỏi, rất nhiều người cứ hỏi anh ơi vừa liệt phím và sửa mất bao nhiêu tiền đấy. Mình nói thật là mình cũng không biết bao nhiêu tiền đâu đấy, bởi vì là mình có mua được đồ đâu để thay cho các bạn đâu mà biết là bao nhiêu tiền đấy. Nhưng cái này là mình không thể thay được sửa nhá, đây mình chỉ vệ sinh thôi chứ không hề có tính chất sửa chữa gì đây cả đấy. Và mình cũng, nó là hai vú thấp và vú cao nên cho nên mình không dám dán ấy vào, dán cái bạc à, dán cái giấy bạc vào. Thế cho nên là bạn phải hiểu như vậy, không thể dán giấy bạc được, dán vào rồi là nó lại trở thành là không ấn, nó cũng thành ấn thì cũng đâm ra nó thành dạng dở. Cái này không triệt để được, triệt để chỉ có cách là các bạn buộc phải thay mới đâu nha, không có cách nào cả. Chỉ có thay mới đâu. Cái này bắn ốc ấy, tháo ra thì dễ, nhưng mà bắn vào ấy thì các bạn đừng bắn mạnh quá, bắn mạnh quá thì cái khoan này nó có thể làm vỡ cái nhựa chết của cái này ngay. Rồi, để lắp lại nhá. Lắp lại. Cái này bây giờ là nó vỡ rồi, nó bị vỡ bị mạch rồi, nó bung rồi. Nó do cái khí hậu của nước ta đấy là nó ẩm. Đấy, nó ẩm mưa nhiều. Nó ẩm cho nên là đàn sang Việt Nam ấy nó chóng hỏng hơn là đàn mà dùng ở bên nước ngoài. Đấy, các bạn nhớ cho mình là như vậy. Cho nên đừng có nghĩ là mua cái đồ đắt tiền nó đã là tốt đâu các bạn nhé. Với lại rất là nhiều bạn ấy mua đàn ấy thì không có trân trọng cái đàn. Mua được cái thì còn mới đầu còn quý, còn đàn nhiều, còn cất giữ, còn để trong bao, trong cái này khác. Thế nhưng mà đến khi mà dùng nhiều năm rồi thì bắt đầu chán, vất nay vất mắt. Thế là coi như là nó càng dễ bị nồm ẩm hơn thì nó càng chóng hỏng hơn. Khi mà các bạn mua dùng cái đàn ấy, các bạn phải có cái chân giá để đàn. Phải có cái chân giá để đàn để cái đàn luôn luôn ở cái vị trí cao nhất. Và đấy, khi các bạn không dùng đấy, thì các bạn đừng có đóng bọc, đừng có bọc cái này làm gì nhá. Cái này chỉ để đi cái vận chuyển thôi, không phải là bảo vệ cái này đâu. Các bạn phải để cái đàn ở cái chỗ tốt đẹp rồi. Đấy, các bạn nhớ cho mình ở cái chỗ là không có cái gì đụng đến nó rồi. Các bạn phải nhớ như thế. Thì khi các bạn không dùng thì các bạn chỉ phủ một cái khăn mỏng lên, gọi là tránh bụi thôi, đỡ phải lau bụi thôi. Thế chứ còn mình thấy nó đã ẩm lồm ẩm rồi, xong lại đưa cái này bịt vào nó kín, nó bí, nó không thoát được hơi, thế là càng chóng hỏng hơn. Đấy, nhiều người là không biết cách bảo vệ đàn. Đàn nó hay hỏng như thế này. Có ngày xưa mình nói với bạn những cái đàn Yamaha này nhá, ngày xưa mua mười mấy triệu, 20 triệu. Mà ngày xưa có những thằng bạn mình ấy, nó phải bán 3 con lợn đi mới mua được một cái đàn để đi học. Để đi học đấy các bạn, 3 con lợn đi để mua cái đàn này đi học, 20 mấy triệu một cái Yamaha đầy đủ chức năng để đi học đàn organ, rồi cuối cùng về cũng chỉ đánh nhạc đám cưới rồi, mà xong cái đó là hỏng hết. Học 3 năm xong hỏng hết 3 cái phím đàn này, bởi vì đi ở nhà trọ nó nồm ẩm nó thấp này, chân giá thì không có. Đàn người ta mua người ta phải có chân giá, khi nào di chuyển thì người ta mới ấy thôi. Khi nào di chuyển người ta mới vẫn phải đóng bọc, người ta mang đi thì người ta mới cần phải kia thôi. Còn ông đóng cái túi này thôi, đây lúc nào đóng trong túi, cứ tưởng như thế là tốt đâu. Nhiều khi nhá, có những người đóng trong cái túi này nhiều quá, đóng trong túi này nhiều quá, lình nó ra nhá, đóng trong cái bọc này nhiều quá, nhiều khi á chết cả cái màn hình cảm ứng với lại màn hình ấy luôn, hiển thị luôn, chết hết luôn. Tại vì nó ẩm á, nó ẩm chết hết luôn.
không chỉ chết phí, không chỉ chết phí, tự dưng một ngày nào đó mà màn hình hiển thị toàn sọc kẻ thôi, toàn sọc kẻ mới lại chết màn hình, lệch màn hình, rồi là cảm ứng không cảm ứng được. Đấy, bởi vì là cái khí hậu của nước ta nó nồm ẩm, xong các ông lại cứ đóng bọc kín, nó không có cái khí thở nào. Đấy, thì có phải là nó không khô ráo, không thoáng mát à? Nó không thông thoáng như thế thì có phải là chóng hỏng không? Thế nhưng mà nhiều người không biết, cứ nghĩ là như thế là cẩn thận, không như thế cực ra là cẩn thận, đóng bọc suốt ngày không phải là cẩn thận. Cái này nó là nhựa chết cơ mà, nhựa chết mà nó có phải là cái đồ cái gì dễ vỡ đâu, mỏng manh em bé đâu mà. Nhiều người cứ lưng niu, bởi vì mua đắt tiền nên là lưng niu, nhưng mà cuối cùng lưng niu là hỏng. Cái này là phải để nó thông thoáng thoải mái tự do, cắm điện rồi ngắt automat đi, rồi là để ở trong cái môi trường không có gì động của nó, phủ một cái vải mỏng là được, trên cái giá cứ để ở trong phòng đấy cứ thoải mái. Lúc nào cũng đây, lúc nào cũng như thế này. Có những người đi cứ để như thế này, có những người để như thế này, xong để đè luôn trên cái giá. Đấy, đè lên giá hoặc là để luôn trên bàn, hoặc là để thâm thấp vào đất, xong đến khi không dùng nữa cái lại còn gấp vào thế này, hoặc là để trên giường, ngồi khoanh tròn đánh xong cuối cùng gấp vào thế này. Gấp vào xong đi ngủ thế nó cứ thế này, trời nó lồm ẩm nên nó có thoát được ra đâu mà. Không có hỏng, không có mục hết gì. Điện là nó phải nóng ấm, nó khô, nó nóng ấm thì nó mới càng tốt. Không phải là bạn không tin, bạn không tin thì cái điện thoại của bạn ấy, bạn cứ lâu ngày bạn không dùng xem nó có bị hỏng không, có bị chết pin hay lại các thứ không. Đây bây giờ đấy, bạn thấy chưa, nó đấy, nó đã bị chập rồi đấy. Đấy, đây bị nhiệt này, đây nó vỡ rồi, không sửa được đấy. Đấy, cho nên là sửa nó rất dễ, là loạn lành thành là quay như vậy. À, nhiệt nhiều hơn rồi này. Đấy, đấy cho nên là thấy chưa, mình không dám, là cái gì không hỏng mình không dám sờ vào. Đấy, sờ vào là hỏng to đây này, đây này. Đấy, đây nút này bây giờ là mình vừa lau bây giờ là dở luôn này. Đấy, đấy thôi được rồi, để ngày mai khi nó khô cái cồn ấy thì nó sẽ bình thường, nó sẽ chỉ nhiệt cái nào hỏng nó sẽ nhiệt thôi. Đấy, đây là cái này dạo hỏng luôn rồi. Đấy, thì luôn rồi. Đấy, đấy thì rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, cho nên là biết là cái đàn này rất là nguy hiểm như vậy, cái phím đàn này rất là nguy hiểm như vậy nhá. Thế nên là mình chia sẻ với các bạn như vậy thì các bạn biết đường. Đấy, đừng có ai mà tự dưng tháo cái đàn của mình ra vệ sinh, nó cuối cùng lận thành là què nhá. Thế mình chia sẻ với các bạn như thế. Thế thì mình cảm ơn các bạn đã xem video nhá, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và chúc rằng cái video này nó có ích và có giá trị cho các bạn rất là nhiều. Và có một số các bạn ấy có những cái đàn nó rất là sâu đời, mình nói ngay cuối, đàn nó sâu đời thì nó sẽ không có cái vỉ phím mà để thay, không mua đâu được. Thì nói thật là khi mà nó liệt phím vứt đàn đi thế thôi nhá. Giống như cái điện thoại bây giờ các bạn nào tìm linh kiện của máy iPhone 3, linh kiện của máy iPhone 4 thì không tìm đâu được nha, hiếm lắm. Ví dụ mình nói cho bạn đây, rồi là linh kiện của mấy cái con Nokia L90 ngày xưa thì tìm ra, cái đàn nó sâu cũng thế, đàn nó là thiết bị điện tử nó lâu đời người ta không sản xuất nữa rồi, còn đi tìm linh kiện của những con đấy để thay thì các bạn thay thế nha. Mình chia sẻ như vậy, đó là tất cả những gì mình có thể làm được đấy, kinh nghiệm 35 mình làm nó cho mình biết như vậy. Thôi, mình gặp lại các bạn trong các video khác, mình kết thúc ở đấy nha.